Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục chơi trò chơi cô đối đen tối. Rồi, mình sẽ thử quay của cậu Mỹ Phi xem được cái gì không nào. Rồi, mình lại được hai lần quay thử nhé. Một lần nữa này. Rồi, mình là 6 và 8. Mình sẽ chọn nhân vật để vào game nhé. Này, mình sẽ chọn nhân vật này đi. Rồi, mình sẽ vào đây. Rồi, mình kiểm tra kho đồ của mình xem có những gì. Mình cần phải qua shop mua thêm chút đồ nữa. Ok. Rồi. Hello. Mình sẽ cho ông cảnh sát này. Sẽ phá hết cửa kính ở ngoài đi nhé. Phá hết cửa này. Okay, mình sẽ ra mở cổng chính này thôi.
Thí vị đồng nghiệp lại. Chạy chạy nhanh. Mình sẽ lấy khẩu súng điện. Không 769. Mình sẽ qua màn một nhé. Không 769. Ok, mình đã qua màn một. Tiếp tục màn 2 này. Mình sẽ đặt bỏ về nhé. Nát ở đây là sẽ giãn rồi. Hai sáu bốn ba. Hai sáu bốn ba. Mình sẽ đợi nước rút hết, mình sẽ lấy con chip ở dưới này. Dưới này có một con chip. Ông ấy đâu? Ông đang lên lại dám bẫy của mình.
Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.